Vấn đề quan trọng mà các địa phương canh tác lúa theo quy trình tiên tiến đặt ra đó là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, không chỉ theo gia tăng sản lượng mà tập trung sản xuất lúa chất lượng cao, nâng cao chất lượng theo chuỗi giá trị, từ khâu giống sản xuất theo tiêu chuẩn doanh nghiệp đến khâu thị trường tiêu thụ. Với những đổi mới trong tư duy làm nông như thế, nhiều địa phương trồng lúa theo quy trình canh tác tiên tiến đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể là tại tỉnh An Giang, đã có khoảng 30 doanh nghiệp liên kết với nông dân sản xuất lúa sạch, lúa đạt chuẩn Global Gap để xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh An Giang đã có khoảng 90% diện tích áp dụng 3 giảm 3 tăng, 47% diện tích áp dụng 1 phải 5 giảm. Từ năm 2016 đến nay, đã triển khai sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP Global Gap. Tổng diện tích lúa có liên kết với doanh nghiệp ước khoảng đạt gần 52.000 hectare.